Kiền Liên Tôn Giả Tác Đại Chứng Minh, kính bạch quý sư cô, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 23 tháng 8 năm 2014, tức là ngày 28 tháng 7 năm Giáp Ngọ. Hôm nay chúng ta đang tập trung tại hội trường ở thành phố Saint Cloud để cùng đón mừng ngày lễ Vu Lan do chùa Giác Lâm tổ chức. Hôm nay quý vị có khỏe không? Trời hôm nay không có nắng lắm, dịu dịu, mà theo đài cho biết thì có thể hôm nay có mưa, nhưng mà chúng ta rất may mắn là không có mưa. Và đồng thời là hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta đến cái hội trường của một cái trường trung tiểu học ở đây để làm lễ. Thì có lẽ là trong tương lai quý vị, tất cả chúng ta sẽ thường có mặt ở hò này để làm lễ, tại vì cái hò cũ là chúng ta không được dùng nữa. Hôm nay hy vọng rằng tất cả chúng ta không có ai đi làm, bởi vì đây là cái chỗ lần đầu tiên chúng ta tổ chức. Thì nếu như mà có ai đến chùa cũ thì sẽ gặp một Phật tử ở đó để hướng dẫn đến đây. Và Pháp Hòa rất vui mừng được trở về thăm đại chúng lần này. Theo lịch trình thì có thể năm nay là lễ Vu Lan này Pháp Hòa không có về được, bởi vì đã có một cái lễ hội Pháp hội Địa Tạng. Nhưng mà vì cũng cố gắng thu xếp cho nên được trở về đây thăm đại chúng. Lời đầu tiên xin được kính thăm sức khỏe của quý bác, quý cô chú, quý anh chị toàn thể đại chúng. Mong tất cả quý vị được an vui trong mùa Vu Lan này. Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày cuối, coi như là ngày mai là 29, tại vì tháng này tháng thiếu, cho nên ngày mai là 29 là khánh vía Bồ Tát Địa Tạng Vương. Thì theo như cái truyền thống của Phật giáo Bắc truyền, mỗi năm đến ngày, đến cái mùa Vu Lan tháng 7 thì chúng ta đều làm lễ Vu Lan, tùy theo mỗi hoàn cảnh của quốc độ của chùa mà chúng ta tổ chức. Thì hôm nay trước khi chúng ta nói tiếng Việt, Pháp Hòa xin phép quý vị cho Pháp Hòa vài phút để Pháp Hòa nói tiếng Anh, để cho các em, các bạn trẻ hôm nay, các con cháu của chúng ta đến đây dự cái lễ này cũng sẽ hiểu được cái ý nghĩa của ngày lễ này. Good morning, my dear friends. First of all, I would like to express my appreciation, my happiness when I see all of you take your time to attend this special ceremony. According to the Vietnamese and Chinese Buddhist tradition, today is a very special for all of us because this is the day for us to commemorate our loved one, especially our ancestor, our parents, our relatives, teachers. Today is the day that we show our gratitude, our respect to those who have supported us, especially our parents. Every time when you come to the main ceremony, and you will have a minute of silence. Do you remember that? Like earlier, before we begin the ceremony, the MC invited us to spend 1 minute, and we used to call a minute of silence to commemorate. And who do we commemorate while we're using that a minute of silence? Of course, a minute is not enough, but it is a symbol to show our respect and gratitude.
We respect and gratitude first to our parents because they have brought us to life. They raised us and they put all their care and their love to us. I can see some of the tears from the community this morning while our lady who read the article talking about the parents' love. And I think no matter what happened, you do recognize and realize about your parents' love. The Buddha said, if any time that you were born without a Buddha, and there are two Buddhas that we should respect and pay respect, and that is the father and the mother. So remember why we have the ancestor altar at home. That's to show our gratitude to our ancestor. Generation to generation, we never forget. So the parents' love, they brought us to life, they raised us, and they put all their efforts in such a way that they wish that we can become a better person, a good person. So when you were born, your parents give you the name, and every time when they name you, they put a lot of love and wish along with your name. Let's see if anyone who's here with the name Đạt. Đạt means achievement. So what do they want? They wish. They wish that when you grow up, every time, everything you do, you always achieve the success. So that's why they named you Đạt. Đạt means achievement. Or they named you Thành. Thành means loyalty, honesty. So they wish that when you grow up, you can become a person who always honest with everything you do. Be honest with your loved one. Be honest with your friends. Be honest with everyone around, or any business to deal with. So remember, we have four gratitudes in life. First, our parents. Without our parents, we are not here. So even you can find your match, you can find your loved one, and never forget, without the parents, or without that person's parents, she is not there, he is not there for you to love. So we respect the parents' love. We respect the parents who put a lot of effort for us. And you were born in life, and without the teachers, we know nothing. So the teachers are the one who taught us how to read, how to do math, how to do chemistry, how to learn everything, science, social studies, etc. So therefore, the second gratitude that we owe, and that is the teachers. So the parents, the teachers, and the third thing we gratitude is our relatives. Your cousins, your uncles, your aunties, and many others surround you like friends, support you. Sometimes you have difficulties. You cannot share with anyone. You only have one best friend. He able to listen to you. She able to listen to you. She able to help you. And remember, she is the one you should remember all the time. And he is the one you can commemorate. So remember, relatives, friends,
They are the third parts of the four gratitudes. Without friends, we feel lonely. So therefore, we used to say a life without friend as a day without sun. So, but we have to find the right friend to socialize. Some friends able to influence us the good, but some friends will influence us the bad. So therefore, we should be clear and be very mindful of choosing some friends. So we pay respect to parents, teachers, relatives, friends. And the fourth part, and that is all the living beings, humans, minerals, vegetables, animals. We respect and we gratitude them all. If you can contemplate and you will realize, do you eat meat every day? So some animals sacrifice their life to eat you. And even us, we are vegetarian, but we still owe so much from the vegetables. Because if we have no vegetables, we cannot eat ourselves. So therefore, even you eat meat, I am vegetarian, but we both owe a lot from animals and vegetables, minerals, all living beings. So today is the day for us to commemorate four things: parents, teachers, relatives, friends, and living beings. And when we commemorate them, what do we do? How do we show our gratitude? We live good. We try to respect the parents. Obey the honors of the parents. Remember, parents never guide you to the bad. So every time when they remind you something, never get angry, never get mad. Why do you get mad to your parents? Why do you get mad to your parents if they give you the good honors? Let's say they call you for dinner while you play games. You should turn off the game and go for dinner. Why do you get angry? I don't want to eat and play. If playing makes you full, then you don't have to eat. So if you do eat, if you do need some food to eat, then eat on time. And appreciate whatever your parents cook. And sometimes the dish you don't like, but try not to waste. Because when you waste, that means you throw out about the food that you owe from the animals and vegetables. Do not damage your future. Do not damage your life. Do not damage your physical body, because your parents give you this healthy physical body. And if you drink, you smoke, you're using drugs, that means you harm your physical body. You did not have any chance to repay what you owe from your parents. But instead, you already damaged yourself. And that is not the way to show your love and gratitude. So today, when you commemorate this day, we are not only gathering, sing some song, do some prayers, and then eat, and then go home. But we do have to make a strong commitment. I vow to use my life meaningfully. I appreciate my parents have brought me to life. I appreciate all my teachers who taught me. And I vow to use everything they taught me, everything my parents transmitted to me. Without a vow,
Without the commitment, without that, we are unable to moving forward on our in our life. If you have learned something good from your teacher, that's not enough. Try to use what you learned from them to show that you appreciate them. Like the teacher show you how to read, then you should read more books and play games. Because games, electric games, never give you wisdom. Electric game never give you food, never give you insight and learning, but they only damage your eyes. They only destroy your precious time. I do not say you don't play it, but you should moderate time to play it. You have the right to have iPhone, iPad, but why not I pray? Now you can say less iPhone, less iPad, more I pray. And if you do have iPhone and iPad, add one more thing, I pray. How to pray? Pray means spend time to do something better, benefit. You ask yourself, when you play game, do you bring benefit to anything, for yourself or anyone? I don't mean you don't play, but my advice, moderate your time, your day. It's alright to play game to entertain, but that's not enough. I recognize, a lot of you spend time, any free time you have, you put your eyes on the game. Very rarely we see you read, or you do something different. I don't mean watching TV is not good, but do we know what channel to select to watch? So if we wise, we should try to find the right TV program to watch. Watch TV in such a way that you learn something from the channel you watch. Even when you read books, you should find some of the novels, some of the books, some of the articles that give you some guidance, some learning. Anything you watch, anything you read, is only give you more passion, more angry, more violence, and you know they are not healthy books, they are not healthy programs. So today, using this short time, I just want to share with you something I see, something I feel, and we would like to offer you the direction. When you're still young, you need the directions. And we are the one. I grew up in Canada. I came to Canada when I was young. I grew up in Canada. So I understand how you guys think. And I have a lot of experience through this time. So I just want to offer you the direction to live. It's alright for you to play, but please moderate your time. You have to divide your time. When to study, when to eat, when to play, when to watch TV, and when to go to bed. When you're young, you don't see that your time is precious. But when you get older, you will realize time flies very fast.
You cannot go back. Let's say even now you are 10 years old. You want to go back to 8, to 9, you can't. So therefore, never waste your time. Never waste your day, your youth, your energy. If you can able to do that, you are practicing the right meaning of today's celebration. The celebration for us to commemorate our parents, ancestors, teachers, and living beings. Never waste food. Because even the animal dies, they die for your benefit. So then make sure when you eat something, take enough for you to eat. You want more, you can take more. But don't take too much at the beginning and then you cannot finish it, you throw them all away. You have the right to come back for the second time, second round to take more food. But please do not waste any ingredients, even paper. Every single paper you use, they come from the wood. They have to cut down the wood to reduce the paper. And then so if you waste a piece of paper, you try to destroy the environment. So remember, we are connection with the environment. If we waste too much, we also create the pollution. And we are the one who receive all of that pollution. So I hope that with my sharing from the bottom of my heart, I hope that you can take some of the words, some of the sharing that you can apply into your daily life. May the Buddha bless you all with peace and happiness. Thank you for your listening. Nào có tụng kinh Vu Lan không? Mùa Vu Lan có tụng kinh Vu Lan không? Có. Ở trong đó có một cái bài kinh Vu Lan mà mình tụng bằng cái bài như một cái thể thơ phải không? Một thở nọ Thế Tôn an trụ, xá vệ thành kỳ thủ viên trung. Mục liên mới đặng lục thông, muốn cho cha mẹ khỏi vòng trần luân. Bài kinh đó được dịch cho tiếng Việt cách đây mấy mươi năm, do một vị hòa thượng, đạo hiệu của ngài là Huệ Đăng. Hòa thượng đã chuyển cái bài kinh này từ tiếng Hán sang tiếng Việt bằng một thể văn vần rất dễ tụng. Nếu người nào có trí nhớ giỏi, chỉ cần tụng 5-6 lần là sẽ thuộc kinh. Người nào trí nhớ không giỏi nhưng mà ít nhất cũng sẽ thuộc một vài câu trong đó, bởi vì đó là một thể văn vần. Ít nhất cũng được hai câu đầu. Một thở nọ Thế Tôn an trụ, xá vệ thành kỳ thụ viên trung. Một liên mới đặng lục thông, muốn cho cha mẹ khỏi vòng trần luân. Công dưỡng dục thâm ân giúp trả, nghĩa sanh thành đạo cả mong đời. Làm con hiếu hạnh vi tiên, có phải không? Làm con hiếu hạnh vi tiên. Và trong đó kể lại ngày một kiền liên cứu mẹ. Thì lúc đó thấy mẹ của ngài trong địa ngục và đem cơm lên dâng cho mẹ, lòng bỏ sẻ tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp nhịn của bà, cơm chưa chưa đến miệng đà, hóa thành than lửa nuốt mà đành không. Thấy như vậy âu sầu thê thảm, một kiền liên bi cảm xót thương, mau mau về đến giảng đường bạch cùng sư phụ tầm phương giải nạn. Phật mới bảo rõ ràng căn tội rằng mẹ ông gốc tội rất sâu. Dầu ông thật lực nhiệm màu, một mình không thể ai cầu đặng đâu. Thì cái câu đó cũng nói cho chúng ta biết rằng cái tội nghiệp của mỗi con người, một người không thể cứu mà phải nhờ đạo lực của nhiều người. Cho nên từ đó Phật mới dạy cái pháp Vu Lan. Vậy thì cái Vu Lan á là cái mùa giải khổ. Nói cho dễ hiểu,
Vu Lan là cái mùa giúp để nhắc nhở chúng ta làm sao giải cái khổ và giúp cho người ta, giúp cho người khác giải khổ. Bà Thánh Đề là tượng trưng cho cái tâm đau khổ cùng cực ở địa ngục. Một Kiền Liên là tượng trưng cho một con người có chí nguyện muốn cứu khổ, nhưng mà khó quá, một người không thể cứu. Bây giờ quý vị thấy một người thân trong gia đình mình khổ, mình muốn cứu mà mình cứu nổi, có đúng không? Có đôi khi một mình khuyên không được. Bây giờ mình phải làm gì đây? Phải cầu cứu nhiều người trong gia đình của mình hợp sức lại để giải khổ. Tại sao người đó khổ? Tại vì lòng bỏng sẻn, tiền căn chưa. Tại sao chúng ta khổ? Là tại vì chúng ta chỉ sống bằng bốn chữ thôi: tội, căn, thâm, kết. Bốn chữ. Cái tội căn là gì? Là cái căn tội của mình. Thâm kết là sao? Thâm là sâu, kết là cột, cột chặt. Ở đây mình có cái tâm chấp trước không? Có. Chính mình có cái căn chấp trước, cho nên thể ai hở làm gì mình cho là mình cột một cái. Thí dụ bây giờ mình có cái tánh là hay bắt lỗi, mà chỉ cần mà người ta nói trình một câu nói thôi mình bắt lỗi người ta liền. Thì chính cái khổ của mình là ở cái khổ chúng ta cứ sống bằng cái gì? Bằng cái thâm kết mà gốc từ cái tội căn. Nếu mà chúng ta giải được cái tội căn thì cái thâm kết này bắt đầu nó giải. Mình có cái tánh tự ái, cái tật tự ái, chỉ cần ai làm cái gì chút thôi là mình cũng tự ái, mình giận mình bỏ về dễ dàng lắm. Chính cái đó cho nên mình khổ lắm. Mình không có thể có bạn, mình không có chơi được với ai, mà thậm chí ta ngán mình, ta xa mình hết trơn. Cho nên rốt cuộc mình ở là sao? Ở cái chỗ địa ngục hàn băng. Hàn băng là địa ngục lạnh. Mình lạnh quá, mình không có tình ấm của cái người đồng hương, của không có cái tình ấm của người sống. Trên địa ngục ở đâu? Địa ngục ngay trong cái đời sống của chúng ta. Nếu mà chúng ta không có thẩm thấu được, có nhiều khi mình địa ngục gì biết không? Địa ngục hỏa lò, tức là mình đánh tâm giận nghiệp. Cho nên hàng ngày mình muốn sống trong địa ngục đó mà mình đâu có biết. Mình cô đơn dữ lắm, mình không có bạn bè, không có người thân, không ai chơi với mình hết. Thậm chí mình khó chịu đến mức độ mà mình vô chùa mình công quả, mình cũng là con mình mà không ai dám tới làm chung với mình hết. Thì mình biết là mình lôi cái địa ngục hàng băng đó, ngày này năm khác, chỗ này chỗ kia. Còn nếu không là mình trở thành một người dễ giận, cho nên ai gạt mình cũng ngán hết, ai mình cũng nạt hết trơn. Ngày hôm qua cô Diệu Hương cổ mới nói có quà mời đại chúng ăn cơm, cổ mới nói rồi để cô đi nổi lửa tức là thắp đốt cái lò để mà hâm nước súp làm bì ăn đó mà. Thế quà chồng với cô có quà đó thôi, có quà đó có chồng gì đâu, cô nổi lửa. Thì cái chữ nổi lửa thì ở đây á, địa ngục có hai loại mà địa ngục hàng trăm loại. Quý vị đọc cái Địa Tạng chưa? Cái phẩm thứ 5 nói về danh hiệu của địa ngục. Có những địa ngục đốt cột đồng cháy đỏ rồi bắt người tội ôm lấy, nhớ không? Có những địa ngục tên là Thiết Xa, lại có địa ngục tên là Thiết Sàng, lại có địa ngục tên là Thiết Y, lại có địa ngục tên là Thiết Giáp, lại có địa ngục tên là Hỏa Tiễn, lại có địa ngục tên là Thiết Đao, lại có địa ngục bắt người tội đói thì phải ăn sắt, uống khát thì uống nước đồng sống, từ năm trọn kiếp đến vô số kiếp không lúc nào ngừng nghỉ, nên gọi là vô gián. Địa ngục vô gián đó,
Mà chúng ta thường dùng cái từ tiếng Phạn là địa ngục A Tỳ. Chữ A nghĩa là vô, chữ Tỳ nghĩa là dừng nghỉ. Không dừng nghỉ thì gọi là A Tỳ. Mà đời sống của chúng ta đây đau khổ cùng cực triền miên, hết khổ này tới khổ khác, hết đứa con này nó báo tới đứa con khác đó hả? Đó là A Tỳ. Hết khổ chồng tới khổ con, hết khổ con rồi tới khổ vợ, hết khổ vợ tới khổ cha mẹ ruột, hết cha mẹ ruột tới cha mẹ chồng, cha mẹ vợ, nói chung là người xung quanh cứ thay phiên làm khổ. Cái tâm mình đau khổ. Cho nên khi mình thấy một cái người khổ mình thương lắm, mình mới thích lắm, mà biết sao biết. Thì cái tâm đó như là tâm của Ngài Một Kỳ. Có cái đạo nhãn, nhớ trong kinh nói bèn dù huệ nhãn dưới trên kiếm tầm, thấy vong mẫu sanh làm ngã quỷ, không muốn ăn tiều tụy đình hàng. Một liên thấy vậy bi ai, biết mẹ đói khát ai hoài tình tâm. Mình thấy hết, mình biết hết mà mình không biết chứ. Mình nhìn cái người đó, mình biết người đó đang khổ lắm mà không biết sao giúp đây. Tại vì mình có cái tuệ nhãn, mình hiểu được người đó đang khổ. Nhưng mà làm sao giúp đây? Mau mau tìm đến giảng đường, bạch cùng sư phụ tầm phương giảng này. Mình phải trở về kiếm những người đồng minh, đồng đội với mình để cầu cứu giúp người đó giúp. Phật mới dạy, Phật mới nói rằng cái tội nghiệp của mỗi con người là tội căn thâm cơ. Một mình không thể ai cầu đặt được. Lòng hiếu thảo của ông giàu lớn lượng lắm, tiếng vang đồn cấu đến cửu thiên, nhưng mà cũng không thể làm gì được. Có nhiều khi mình là một cái người rất nổi tiếng trong xã hội, hoặc là có những người người ta làm social worker, người có thể khuyên giải nghe bao nhiêu nỗi khổ của những người trong xã hội tìm đến họ. Nhưng mà khi họ trở về nhà thì cái gia đình của họ cũng là một gia đình rối rắm, mà chính họ cũng không giải được. Tại sao? Tại vì đôi khi mình dạy chuyện người thì sáng mà mình thì quán mà mình không. Chuyện của người là mình rằng là mình nói, mình giải được, nhưng mà mình làm, mình bản thân mình đau khổ, mình không có cách. Cho nên rất nhiều bác sĩ trị bệnh tâm thần nhưng mà cũng tự vật chết. Tại vì mỗi ngày phải gặp bao nhiêu bệnh nhân tâm thần và bị ảnh hưởng rất nhiều. Có những người làm social worker cũng tự vật chết, chịu không? Cho nên nếu chúng ta hành cái pháp cứu khổ mà không có cách cứu khổ, nguy hiểm lắm. Cho phải tu. Tu là gì? Tức là chúng ta phải có thiền định, phải có trí tuệ để quán chiếu, để chúng ta vượt qua những cái ảnh hưởng xung quanh. Quý vị thấy có nhiều người ta đi làm ở trong hãng, người ta về ta dễ bực theo cái bực của trong hãng. Tại vì nhiều người ta đi làm mà ta không có rõ ràng đâu là việc của gia đình, đâu là việc của hãng. Người ta trộn rộn vô chuyện của hãng cũng trở thành chuyện gia đình, rồi đem buồn bực chuyện gia đình đem vô trong hãng. Có những người là buồn bực chuyện gia đình rồi ảnh hưởng trong hãng, đi làm trong hãng trật lên trật xuống, ảnh hưởng tới việc mình là một thư ký mà bận rộn chuyện bộ đau khổ chuyện gia đình. Người ta vô mà hỏi cô cho tôi xin cái hẹn tên gì thì tự nhiên cái người ta bởi vì mình không có giải quyết được cái khổ mà mình không có rõ được, mình không có quán được, không có trí, không có quán. Cho nên trong cái năm cái cách tu, có một cái cách tu gọi là chỉ, có một cách tu gọi là quán. Chỉ là phải dừng. Thí dụ mình mới vừa đụng chuyện với gia đình xong rồi, trước khi bước ra cửa là phải dừng lại nha.
Tất cả những gì xảy ra từ sáng giờ ở nhà đó là chuyện của nhà. Bây giờ cất bước ra sân đi làm rồi là bắt đầu đây là chuyện của hãng. Là vô trong hãng rồi là phải đình mọi việc phi muộn trong gia đình, rõ ràng chuyện trong hãng. Chứ còn không là mình dễ bị những cái có khi mình bất việc, tại vì mình đã tinh thần mình không có vững, mình đã làm bất khách, mình đã làm cho những người khách bực bội, họ thưa gửi lên trên chủ, trên cơ quan, hay là mình mất việc. Cho nên cái chữ tu thiền mà Pháp Hòa hay khuyên hay chia sẻ với đại chúng là mỗi ngày quý vị đi làm về trước khi đi ngủ, hoặc là sáng trước khi đi làm, quý vị để dành ra 5-10 phút quý vị ngồi, quý vị định cái tâm, hít thở nhẹ nhàng cho tinh thần mình thoải mái, tĩnh lặng, đó là thiền. Và khi mình đi vào trong hãng, mình rõ ràng đây là việc nhà, đây là việc sở, thì chúng ta tu thiền, tức là chúng ta chỉ và quán. Tu thiền là hai cách, tu chỉ và tu quán. Chỉ là dịch, quán là xong, soi chiếu rõ ràng. Rồi trong kinh mới nói á, ngày Bông Kiền Liên muốn cứu mẹ thì phải nhân cái ngày lễ Vu Lan này, chư tăng tu tập giải ngạ, có nhiều công đức nhờ chư tăng cứu khổ, và đồng thời phải sắm sửa những thức ăn cúng dường. Và trong đó có câu gì? Đồ ăn trăm món, trái cây năm màu, lại phải sắm giường nằm đệm lót, cùng thao bồn đèn đuốc nhen dầu, món ăn tinh sạch báo màu, đựng trong bình bát vọng cầu kính nhất. Thì những cái câu đó bây giờ mình sao mình thực hiện này? Đồ ăn sao có đủ trăm món rồi, lát ra ngoài đấy mình giỏi lắm là 20-30 món, cũng chỉ làm gì có đồ ăn trăm món. Mà 20-30 món là ăn rất ngư, ăn không hết rồi còn phải xin bệnh trung vô. Vậy thì cái chữ đồ ăn trong món đây là một cái biểu tượng. Ý muốn nói là chúng ta hãy đem tất cả tấm lòng của chúng ta cúng dường bằng những vị gì mình làm được, không có khen chê. Mình muốn nấu cái gì trong cái tâm nguyện của mình cũng phải làm. Và ở đây còn có cái ý sâu là gì biết không? Khi trong cuộc sống đây của chúng ta, bất cứ cái hạnh lành nào chúng ta làm được, chúng ta cứ làm, bởi vì hạnh nào cũng là hạnh cứu khổ, hạnh nào cũng là hạnh ban vui cứu khổ. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ có một cái Phật tử đó, người ta có cái hạnh là người ta đi vô chùa là người ta chỉ muốn nấu ăn cho đại chúng thôi, thì cái hạnh chứ gì nữa. Đây như mình có đạo hữu nam đây, cái hạnh của ông là mỗi lần lễ lớn của chùa Giác Lâm một năm 2 lần là ông tới, ông ngồi đó ông chỉnh máy, ông mở nhạc rồi mở băng gì đó cho đại chúng. Rồi có người tạo lên những cái hạnh như là xếp ghế, treo cờ, nói chung là tất cả các hạnh. Thì nhớ là thức ăn trăm món thì cũng giống như là người tu của chúng ta sống trong cõi đời này, chúng ta ứng dụng trăm hạnh. Hạnh nào cũng được đó. Ở Minnesota này, hồi trước kia thỉnh thoảng có vị Phật tử đi chợ mà thấy mấy cái dĩa CD mà bán rẻ đó, chị mua vài chục cục chị gửi qua Canada, chị cúng dường, chị phụ vô cái pháp lý nhờ chùa sang băng dĩa để phổ biến cho người ta, thì cũng là một hạnh. Tạo thành thử ra thưa đại chúng là mình biết mình không có cái tâm cứu khổ thôi, muốn có cái tâm cứu khổ rồi là tất cả đều có hạnh để làm. Giống như Pháp Hòa nói, ta nói trời ơi tôi tới cũng biết làm gì, đừng có lo, nếu thật sự có lòng có việc làm, rửa chén, quét nhà, lau chén, luộc rác, không có dậu bao giờ mà không có việc để làm. Nhưng mà cái trong kinh nói là chỉ là một biểu tượng, ý muốn nói rằng đầy đủ tất cả những cái vị gì mình có thể cung. Cho nên ở Việt Nam mình á,
ở dưới, nhất là dưới miền Tây á, thì dân ở dưới quê á, mỗi nhà trồng một món, ví dụ như người ta trồng được trái bí đỏ, người ta trồng được một trái mướp, người ta trồng được bó đậu đũa, ví dụ vậy đó. Là tới cái ngày rằm của chùa, cái ta xách người bịch lên, mà ta xách thì đâu có nhiều, người hai bó đậu, người ba trái mướp, người bốn trái bí đỏ, vậy là chùa giờ chút chút vậy là nấu một món, sao nấu chờ nó chặt chặt ra hết, bỏ chung một cái nồi, nấu một cái nồi kêu là nồi kiểm. Kiểm mà nó có hai cái kiểm vô, miếng rau sống, miếng tương hộp, cái trộn lên người tô ăn gọn lành vậy. Nhưng mà người ta thích lắm. Còn kiểm ngọt là nó một dạng chè, còn cái kiểm mặn là ta kêu kiểm mặn là nấu lờ lờ vậy. Nhưng mà rồi nó nhiều thứ trong đó lắm, đậu phộng cũng được nè, cà tím nè, đậu que nè, rồi bí đỏ nè, rồi mướp nè, ôi cái gì cũng bỏ, dừa bào sợi sợi nó bỏ vô luôn, nấu vậy rồi ăn không biết kêu cái món gì, mà cứ mỗi lần hút lên là thôi đủ thứ trong đó, phải ngồi coi có gì trong kêu kiểm. Kiểm là kiểm coi coi mấy món đậu á. À cái này đậu 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 qua đậu phộng nè, cái này đậu bí đỏ nè, cái này mướp nè, cái này đậu que nè, thành thử kêu cái nồi đó nồi canh kiểm. Kiểm tức là múc lên rồi đếm kiểm thôi, nó có mấy thứ trong đó, canh này canh gì mà ngộ ngộ nấu kiểm. Đồ ăn trăm món, trái cây năm màu, thì cái năm màu này các bạn cũng là một biểu tượng nói gì cũng màu sắc. Mỗi khi nói đến Vu Lan thì ai cũng nghĩ tới Vu Lan là cái mùa lễ để nhớ ơn báo ơn, cái mùa mà giải khổ ở địa ngục. Địa ngục từ đâu? Từ thân khẩu ý của mình. Mình sống không có lành mạnh, mình làm cho người thân mình khổ là thân nghiệp, bản thân mình cũng khổ với cái tạo tác của mình. Mình nói những lời làm cho người thân mình đau khổ, rồi chính bản thân mình cũng đau khổ bởi những lời nói của người khác. Cho nên rồi tối ngày tạo địa ngục cho nhau bởi thân bởi khẩu. Bởi vì vậy mà mỗi lần chúng ta đi khóa tu đó, ở chùa khuyên chúng ta đừng có nói chuyện thị phi. Nói chuyện thị phi thôi là có chuyện này. Tự nhiên mình vô khóa tu, mình không ngồi bàn chuyện tu, bàn cái chuyện hồi xưa tôi đi lính đó. Tôi lại cái kia bạn cái chuyện hồi xưa tôi giàu, tôi có cái này cái nọ cái hồi cái đấy. Ôi mấy ông nó giàu cũng đi vơ vét rút của người khác không chứ làm gì mấy ông có. Cái bắt đầu tôi không có à nghe. Là bắt đầu nói họ cái làm gì không có, tôi nói thiệt các mười ông là xấu hết chín rồi, chín rưỡi gì là bắt đầu coi chuyện. Mà cái chuyện đâu liên hệ với phá tu, phải chi mình đã chờ bữa nay tôi tụng cái bài kinh nghe nó thấm ghê vậy đó nghe. Hồi nãy sáng này thầy hướng dẫn tụng bài kinh đó, mắt thấy bài kinh đó, ta hỏi cái bài kinh nó nói gì tôi quên rồi anh, tôi nhớ một hai câu, trời bài kinh có mấy câu mà nói hay lắm. Thế Tôn đã đinh ninh dạy bảo, chúng con còn đắm đuối mê say, mắt ưa xem huyễn cảnh hàng ngày, tai mắt thích tiếng mật đường vua tịnh, mũi quen ngửi mùi thơm bất tịnh, lưỡi vợ theo lắm chuyện gây ngon, thân ham dùng gấm vóc xe xua, ý mơ tưởng bao la vũ trụ, bởi lục dục lòng tham không đủ, che mất dần trí tuệ từ lâu, hôm nay con giác ngộ hồi đầu, xin sám hối phơi bày tỏ rõ, bao tội ác từ nay chưa bỏ, chuyển sáu căn ra khỏi lầm mê. Đó tôi tụng mà tôi nhớ mấy câu nó hay ghê không bạn. Ăn con trai mà bạn chị mặn không lấy gì nó dính nhé. Ở chùa tu mà không bàn chuyện tu bàn thế sự không. Nè anh đọc báo chưa, cái con nhỏ đó nó lấy chồng ta, nó bị ta cắt xiết vậy đó. Rồi rồi thôi đừng có nói bậy, con nhỏ nó tôi quen thân với nó không có vậy. Cái ngồi gây mà gây tưởng sao gây chuyện người ta chứ không phải chuyện gì của mình. Ăn cơm Phật cũng bàn cơm Phật, bàn thế sự lạng lát có chuyện mà. Đó là chưa nói là còn có cái chuyện gọi là thiếu điều muốn đánh lộn với nhau bởi những cái chuyện
Cho nên cái điều lệ trong chùa rất rõ ràng, quý vị Phật tử đến chùa xin đừng bàn chuyện thế sự. Chuyện thị phi thế sự là không phải chuyện của chùa. Ở ngoài đời đã nhọc chuyện hơn thua. Ngày xưa có một vị hòa thượng đi du học nhớ chùa, hòa thượng làm bài thơ nhớ chùa, trong đó có mấy câu đầu: từ thở ra đi vắng bóng chùa, đường đời đã nhọc chuyện hơn thua, trong tôi bừng dậy niềm chua xót, sao xuyến mơ về cảnh tượng xưa. Tức là ngoài đời mình đã nhập chuyện hơn vua, cho nên bây giờ mình mới vô đây mình tu để mình giải thoát. Và đừng đem chuyện thế sự bàn bạc trong đạo tràng. Và khóa tu nào ta cũng nhắc hết á. Nhưng mà tại sao chúng ta khổ? Chính cái chỗ đó đó. Ngày hôm qua có một Phật tử hỏi thầy ơi, sao mà con tu con biết lắm nhưng mà sao con chưa có kèm chế được cái gì? Pháp Hòa nói đúng rồi, tại vì mình cứ nghĩ đường nói nẻo không. Không, mà ví dụ này, đi chỗ nào mà bóng tối là sợ ma, tưởng ma, trời ơi nó đang đi theo mình càng đi nhanh ma nó luôn theo này. Rồi sau sinh sống tôi nó lạnh lạnh nè, sao gió ở đâu vú nè, không tâm thì tưởng ma mà miệng thì niệm Phật. Nam mô Di Phật, Nam mô Di Phật, Nam mô Di Phật, niệm ráo riết vậy. Nhưng mà thật sự cái tâm nó tưởng Phật, cái tâm đó vì nó tưởng ma, nó sợ ma, cái tên miệng nó mới niệm Phật. Chứ giờ nếu mà mình tâm tưởng Phật mà miệng niệm Phật là nó đi đâu? Còn đằng này mình làm chuyện được, tâm tưởng ma mà nói chuyện Phật, niệm Phật. Ở đi đâu vậy? Tôi vô chùa tôi tu, đặt chữ tu, nói chữ tu, mà do tới chùa chữ tu nằm phía sau, chữ thị phi, chữ tiện nghi nó nằm trước. Cho nên rồi mình tu hoài có kết quả. Địa ngục vẫn là gì? Cho bây giờ mình muốn đem năm cái trái cây này mình cúng để mình làm giải cái khổ, cúng bằng cách này, tức là bằng cách chúng ta tạo ra năm cái công đức. Thứ nhất là chúng ta phải lễ bái. Lễ bái chẳng hạn như Phật tử đi chùa lễ Phật, lễ ba lễ, một ba cái lễ đó mất khoảng chừng 2 phút hay 3 phút cho người nào mà lại kỹ lại mất 3 phút. Thì 3 phút mình đảnh lễ là 3 phút giảng nghiệp. 1 giờ đồng hồ lễ Phật là 1 giờ giảng nghiệp. Giảng cái nghiệp của thân, thay vì để cái thân mình lăn xăng làm việc này việc kia, giờ lại Phật. Còn không lại Phật thì tụng kinh. Cho nên cái giờ phút nào mình ngồi tụng kinh, mình lễ bái là giờ phút đó mình giảm cái thân nghiệp, cái khẩu nghiệp. Cho nên trong kinh dạy á, hết lễ bái là tán thán. Quý vị có lễ bái tán thán không? Không, mà ví dụ này, cắm cây hương vô cái mình đấy, đấng pháp hương vô thượng ba cõi chẳng ai bằng, có phải tán thán không? Mình ca ngợi Phật á, Phật là đấng pháp hương vô thượng ba cõi không ai bằng, Phật là thầy dạy của trời người, là cha lành của bốn loài. Chỉ cần quy y trở về với Phật, quy y tròn một niệm sẽ dứt được nghiệp ba kiền, dứt sạch nghiệp ba kiền, xưng dương cùng tái thác, ứng kiếp không cùng tận. Xưng dương xong rồi bắt đầu đảnh lễ: chỉ tâm đảnh lễ nam mô tần không biến pháp, rõ ràng tái thác lễ bái. Còn không mình ấy, đại từ đại bi thương chúng sanh, đại đại xả cứu muôn loài. Mình khen Phật là đấng đại từ đại bi thương chúng sanh, là đấng đại hỷ đại xả cứu muôn loài. Tướng tốt của Phật tự trang nghiêm, đệ tử hết lòng quy mạng lệ. Vậy thì lễ bái để tập cái hạnh khiêm cung,
thật khiêm cung. Có một vị hòa thượng ở ngày có cái chùa rất là to mà cái cửa vô có khúc vậy này. Mỗi lần ai muốn bước vô cái cửa nó phải cúi cái đầu cúi xuống. Người ta mới nói hòa thượng này không có kỹ thuật xây cái chùa to mà cái cửa một chút. Nhưng mà đâu có ai hiểu được cái tâm lý của hòa thượng đâu. Anh có to chức cỡ nào không cần biết, nhưng mà cái hạnh khiêm cung sẽ giữ anh sống còn. Cho nên cái chùa nó to nhưng mà cửa thì thấp. Con người cũng vậy, mình có chức phận cỡ nào đi nữa, nhưng mà nếu chúng ta có cái lòng khiêm cung thì vẫn hơn. Còn tự cao tự đại dễ chết. Giống như hôm trước á, trong khóa tu á, cái bữa đó mọi người lên xe đi mà, thì có một cô Phật tử mới quýnh quán lên thấy thầy bây giờ muốn đi xe nào, tại vì 5-7 chiếc xe đang đậu chờ. Thì cũng bà đùa với cô và nói xe nào cũng được, chỗ nào trống cứ lên, đừng có xe xua mà. Là một cái chơi, nói chơi, nhưng mà có ngoài giận, trong cái giận đó có sự nhắc nhở. Nhắc nhở cho tôi mà. Không, bà không có biết cô, nhưng mà cái nhắc chung chứ không phải bà nói với cô đó, nhưng mà đó là nói chơi. Thì ở đây á, trong kinh nói là thức ăn trăm món, thì không, bà muốn thưa lại chúng là trăm món là trăm hạnh, hạnh nào cũng được. Nếu chúng ta có lòng cứu khổ thì hạnh nào cũng là hạnh cứu khổ ban cùng. Còn trái thức ăn và trái cây năm màu, năm màu đây mình có thể tập là thứ nhất là lễ bài. Trên hình thức tu hành chúng ta lại Phật, còn ứng dụng vào đời sống là gì? Chúng ta phải khiêm cung đối với tất cả mọi người. Ai chúng ta phải cung kính, đừng khinh thường. Được như vậy làm gì có chiến tranh. Vợ kính chồng, chồng kính vợ, anh em kính trọng lẫn nhau, bạn bè kính trọng lẫn nhau, dù thân cách mấy cũng không có những cái lời nói thiếu tế nhị. Mà chính cái thiếu tế nhị đó, một lần, hai lần, nhiều năm, nhiều tháng sanh lời không tốt. Cho nên vợ chồng thí dụ mình giận nhau lắm, giận dữ dội lắm, ông với tôi là đã thấy là đã ta rồi đó, trừ đó là mày với ta. Thì cái chuyện mày với tao là không nên dùng. Rồi cái ngoài cái lễ bái là gì? Bàn thang và tán tháng là gì? Tức là phải tụng, tức là chúng ta tụng kinh. Còn nếu mà ở trong cuộc sống của chúng ta ứng dụng cái tán thán bằng cách nào, tức là chúng ta luôn luôn nói lời lành, lời khen mà không có phải là những lời chê trách. Không có nói những lời thị phi gây đau khổ. Hai cái gì rồi thấy không? Lễ bái tán thán. Cái thứ ba là gì? Tác nguyện. Tác nguyện là phải phát nguyện. Mình sống ở đời phải có phát nguyện. Giống như hai vợ chồng đám cưới, trong cái lễ thành hôn phải có nguyện. Thì trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, chúng ta phải có nguyện. Giống như có một cái vị mới thắc mắc rồi. Trời ơi, bây giờ cái thầy đó thấy bệnh gần chết, vậy sao thầy ở nhà để thầy đi giảng chi? Thầy ngồi lên tụng kinh vậy. Nếu mà trong cuộc sống là ai cũng bệnh gần chết rồi buông xuôi hết thì có gì để làm? Chính người ta bệnh gần chết mà người ta không lãng phí trước khi chết. Người ta vẫn dùng cái hơi tàn sức mọn của người ta để cống hiến cho đời. Cái đó là cái chúng ta cần trân trọng. Còn nếu ai cũng sắp chết rồi lo thủ hết trơn, giống như vừa rồi mà đồn với nhau đó, tháng 12 vừa rồi là tận thế đó, rồi mỗi người lo phụ, người thì đi mua gạo về chứa, người rút hết tiền nhà băng, người thì
gom vô trong một cái gia đình để chuẩn bị cái chết mà không cần biết ai khác nữa. Cho cái người mà người ta sắp chết mà người ta làm một cái hy sinh một cái cuối cùng thì cái đó rất quý. Cũng giống như quý vị hòa thượng mà khi mà các ngài già lớn tuổi thì các ngài biết rằng cái ngôi chùa này phải truyền thừa duy trì lại cho người khác, cho nên các ngài cố gắng xây dựng tạo lập để mà rồi để lại cho các đệ tử tiếp tục duy trì, chứ đâu phải hết đời của mình chết rồi cái chùa nó chết theo. Mình chết rồi nhưng mà cái tinh thần đó không có chết, cho nên phải được duy trì. Quý vị thấy có những vị hòa thượng của chúng ta bây giờ đã 90 tuổi rồi mà vẫn chưa dịch giảng pháp nói kinh, vẫn đi cách đó đây theo cái sức khỏe của mình để mà giảng dạy. Đó là cái tinh thần gì? Tinh thần phát nguyện của quý ngài. Phát nguyện dân nghĩa cuộc đời không mỏi mệt, đến khi nào chết thì còn cái chuyện mà nói là chết rồi buông bỏ hết thì cái chuyện nó dễ. Cái người người ta sắp chết mà người ta còn làm được cái việc để cống hiến cho đời thì cái đó là quá tốt. Cho nên ngày xưa đó ông Lưu Bị sắp chết đó, ông nói câu như thế này: điểu chi tương tử kỳ thanh giả an, như chi tương tử kỳ ngôn giả thiệt. Con chim mà nó sắp chết đó, cái tiếng kêu của nó nghe bi thương lắm. Cái người mà sắp chết đó, lời nói của họ lành lắm, chân thật lắm. Tại vì lúc sắp chết rồi không có nói gì khác luôn. Điểu chi tương tử kỳ thân giả ai, nghe đau thương bi ai, nhưng mà nhân chi tương tử kỳ ngôn giả. Người sắp chết rồi người ta phải nói những lời cuối cùng để lại. Trên cái tinh thần của chư vị hòa thượng của chúng ta, nghĩa là không dừng nghỉ một giây phút. Giống như vừa rồi có bà coi một đoạn phim mà quay của hòa thượng Thích Phước Huệ, năm đó ngày 92 tuổi mà lúc ngày bệnh mà nằm ở trong bệnh viện mà sắp mất rồi, đeo ống rồi. Rồi quý vị cứ buông xung quanh nói: bạch hòa thượng, cho chúng con một vài lời nhắc nhở. Hòa thượng chắp tay niệm đức bổn sư xong rồi nhắn gửi mấy lời. Những cái hình ảnh đó nó luôn luôn nó nằm ở trong tâm của mình và luôn luôn nhắc nhở mình. Còn ngài Quy Sơn, ngài thấy cái cách sống của người khác luôn thừa bê tha, ngài mới nói một câu: sở hận đồng sanh tự quý, khứ thánh thời gian, khởi khả gian ngôn đệ tương cảnh sắc. Tôi hận mình sanh trong đời vạn vật, sở hận đồng sanh tự quý, khứ thánh thời giao đã xa các bậc thánh quá xa rồi, nhưng mà tôi thương quý vị quá, tôi không thể nào giam hãm những lời nói trong lòng tôi, khởi khả gian ngôn, tôi không thể nào giam hãm những điều tôi muốn nói trong lòng, mà tôi buộc lòng phải viết ra đây để trình để cho quý vị đọc, quý vị nhớ, để tôi cảm nhận, nói những lời chân thật để nhắc nhở tất cả. Cho nên mình sống trong đời là phải có tác nguyện, nguyện làm giống như người mẹ thương con cho đến giây phút cuối cùng. Có những người mẹ tội lắm, bệnh mà sắp mất nghe, đẩy vô trong phòng mổ mà còn nắm tay người con lại: con nhớ lo cho đứa út. Tại vì trong gia đình có một người con đó chưa có gia đình, mà cha mẹ là nặng cái người con nào mà chưa an bề gia thất là cha mẹ nặng người con đó nhất, thì nhắn nhủ các con là phải lo cho cái người đó. Rõ ràng. Cho nên dù cha dù mẹ dù thầy hay bất cứ ai trong cuộc đời này, nếu lòng từ bi có là
hạnh nguyện cứu khổ ban vui có, thì nhất định không bỏ cái nguyện của mình. Ngài thành thiền, Ngài mới nói một câu như thế này: thật thiền tôi là một phàm phu tăng, khóc mà lại, khóc mà lại, vừa lại vừa khóc. Nói rõ, khẩn xin đại chúng hãy nghe lời tôi nói. Tôi từng nghe cửa chính yếu để vào đạo là sự phát tâm đứng đầu. Tâm có phát thì nguyện mới lập, tâm không phát, nguyện không lập thì dẫu cho tu hành trăm đời nghìn kiếp cũng không thể nào thành được. Ngài nói như vậy. Kinh Hoa Nghiêm nói: quên mất tâm Bồ Đề còn làm việc của ma, huống chi là tâm không phát, nguyện không lập. Đã phát rồi mà quên thôi còn đi sai đường nữa, chứ đừng nói là cả đời không phát tâm lập nguyện. Ví dụ như giờ sư cô trụ trì đây đó, giờ gần 80 rồi đó. Nếu mà bây giờ cô tuyên bố, cô nói tôi đóng cửa chùa lại, tôi lo mình, tôi tu, tôi niệm Phật, tôi đợi ngày tôi về với Phật, ai làm gì được cô? Nhưng mà đâu có chịu đâu. Năm phải tổ chức 2 lần lễ rồi thỉnh các thầy về để mà tổ chức lễ, mượn cái lễ đó giảng kinh thuyết pháp. Như vậy thì rõ ràng người tu mình phải có cái nguyện. Sống trong đời mà ai cũng cứ ích kỷ hết, cứ lo cho mình không, nguyện làm sao, rồi chùa làm sao chúng ta có được đạo pháp phát huy. Thì quý vị nhớ nghe, lễ bái, tán thán, phát nguyện, và thứ tư là gì? Quán sát. Quán sát tức là dùng trí tuệ của chúng ta để mà quán chiếu tu tập, như nãy nó hòa tươi vậy đó. Nếu chúng ta có tuệ nhãn, chúng ta sẽ nhìn và chúng ta thấy rõ rằng xung quanh ta còn nhiều người khổ, xung quanh mình còn nhiều người đói, cho nên mình nhất định phải phát cái nguyện là không phí, không phí của. Có ăn thì ăn mà không có nên phí phạm, và gặp cái thời buổi đói khát cái gì cũng ăn, thì ngày nay có ăn như vậy thôi cũng chết. Lỡ có dở chút, nhớ những ngày không có, nuốt cái một mình cũng ăn vậy đó, ăn hết tô mỡ, ăn hết tô cơm, mà cứ mỗi muỗng mỗi chê, mà chê mình cũng ăn thôi. Giờ mình chê đi nuốt nó không ngon, mà nhớ tới những cái ngày mình cơm không đủ ăn, bữa đói bữa no, thì tự nhiên bữa cơm nó thành ra cam lồ mỹ vị. Cái thứ năm là gì? Hồi hướng. Ngày hôm qua có một Phật tử hỏi Pháp Hòa: mình tu có một chút à, mà mình hồi hướng ta có nhận được không thầy? Pháp Hòa mới nói ví dụ hôm ngày mai, Pháp Hòa ví dụ như bây giờ có một thầy tới giảng, thầy giảng cho 300 người nghe, nhưng mà may phước quá mình thâu được cái dĩa đó bỏ lên YouTube, bao nhiêu người nghe? Hàng ngàn người nghe đó. Thầy giảng có 1 giờ đồng hồ à, giống như phước có 1 chút à, nhưng mà cái tâm lực muốn rộng độ của mình á, ai cũng được hưởng, có phải không? Cho nên á, bây giờ á, thời đại khoa học tối tân, người ta trợ duyên cho mình để làm cái công đức hồi hướng phổ cùng hết. Nếu mà không có khoa học á, mà người ta tạo ra được những cái chuyện gọi là YouTube đưa hình ảnh lên á, thì cái tăng đó mà giảng cho 300 người nghe thì 300 người đã nghe là xong hết, không ai được nghe được hết. Nhưng mà nhờ cái khoa học kỹ thuật để chúng ta thực hiện được cái nguyện hồi hướng của mình cùng hết, thì Pháp Hòa nói khoa học kỹ thuật đó giống như là cái nguyện lực của mình. Việc làm tuy nhỏ nhưng nguyện lực mà lớn thì ai cũng được hưởng. Có nhiều người, nhỏ người mà làm được nhiều cái việc mà mỗi người được
lợi lạc. Do cái gì mà được? Do cái lực, do cái nguyện lực. Cho thưa đại chúng là trên đời này chúng ta có hai cái điều mà chúng ta để làm việc á, là phải dùng sức. Nhưng mà bên cạnh cái sức lực á, chúng ta phải có cái khác nữa, như là nguyện lực, đạo lực, Phật lực, pháp lực, tăng lực, thì nó mới tạo thành ra một cái trọn vẹn của cái lực. Còn nếu chúng ta bỏ hết, tâm lực không có, nguyện lực không theo, Phật lực, pháp lực, tăng lực, cái gì mình cũng theo hết, thì cuối cùng mình sao? Kiệt lực. Tại vì mình chỉ dùng có một cái là sức lực thôi. Phải qua ví dụ nha. Bây giờ đó, mình khiêng một cái bàn, một mình khiêng, mình dùng sức mình khiêng sẽ được. Nhưng nếu chúng ta không dùng trí lực thì chúng ta khiêng cái bàn cực nhọc lắm. Bây giờ dùng trí lực là dùng sao? Không khiêng nổi phải không? Lấy cái thùng cạc tông, nhích cái bàn, chen bàn vô, mình lôi nó từ từ, nó không chạy cái sàn nhà, mà đem cái bàn đi nó dễ. Nếu là bàn tròn, mình lăn cái bàn nhẹ nhẹ tới cái chỗ đó. Cho nên mình dùng sức lực là phải có, nhưng bên cạnh sức lực chúng ta phải dùng gì? Trí lực. Như vậy nói, trời ơi, tôi đóng tội lệ gì, tôi vô đây tôi làm này không? Tôi biết tôi bắt cái bàn này nè, một lát mọi người có bàn ngồi ăn cơm, mấy bác lớn tuổi có chỗ ngồi ăn cơm không đau chân. Tôi biết vậy đó, cho nên tôi nguyện tôi đem cái bàn tới, dù có cực một chút. Đó là nguyện lực. Như vậy thì trong cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta ứng dụng một trong năm điều lễ bái, tức là khiêm cung, tán thán là khen ngợi, không chê trách, rồi gì nữa, tác nguyện, quán sát, hồi hướng, thì có phải rõ ràng chúng ta tạo ra những cái hoa trái ngon ngọt để dân tặng giải khổ cho người không? Năm cái loại trái này tùy quý vị đó: bơm, nho, quýt, cam, xoài cũng được năm thứ. Có người khác cũng nói tôi nói mận, chân trơn, bòn bon, măng cụt, bưởi cũng năm thứ. Cho nên mình làm sao cũng tạo ra năm cái loại trái để cũng được. Mình rất nhiều trái, mình muốn chọn trái nào cũng được, miễn làm sao có ngũ quả để đền ơn báo ơn giải khổ trong cái mùa vu lan. Vậy thì bây giờ mình sau này mình tụng vu lan á, mình tụng tới cái câu là đồ ăn trăm món, trái cây năm màu, thì tự chúng ta nhắc nhở chúng ta rằng hạnh nguyện nào mình làm được cho ai dù một chút thì cũng là hạnh nguyện cứu khổ ban. Một cái việc gì chúng ta làm có kết quả tốt thì đều là hoa trái để tặng cho người. Cho nên người ta kêu là một dĩa trái cây ngũ quả. Rồi có người hỏi vậy chứ quả gì? Quả gì cũng được, miễn trên cái dĩa đó có năm thứ. Còn nhưng mà Tết nhất thì mình hay đi kiếm trái mãng cầu, trái dừa, trái đu đủ, trái xoài với trái sung. Sung là sung túc. Còn bây giờ ở đây mình có thể kiếm xoài được, kiếm dừa được, có mãng được không? Mãng cầu được không? Kiếm được. Thôi bây giờ lỡ kiếm trái nào thì lấy trái chôm chôm để vô, chôm cái gì để vô cũng được. Thời thì có quà hôm nay nhân cái ngày lễ Vu Lan. Khi nhắc tới lễ Vu Lan thì cái ý niệm đầu tiên của chúng ta khởi là cái lễ cứu khổ, giúp cho những người đang đau khổ trong địa ngục. Thì chúng ta nhắc nhở chúng ta rằng cứu khổ bằng cách nào? Bằng hạnh nguyện nào mình được. Cứu khổ bằng cách nào? Bằng bất cứ một công đức nào mình làm có. Tán thán, lễ bái, tác nguyện, hồi hướng, quan sát. Chúc đại chúng an vui trong chánh pháp và một mùa vu lan đầm ấm bên những người thân yêu.